Hi, hello, chào tất cả các bạn đến kênh của Lâm MN Vlog. Hôm nay thì anh em mình sẽ quay một clip ăn uống nha các bạn. Bây giờ thì anh em mình trước khi quay thì anh em mình sẽ đi hái trái cây để chuẩn bị trước nha. Bây giờ anh em đi thôi. Let's go. Mình đi bẻ cóc nha mọi người. Bẻ cóc trước nha mọi người. Còn đi thì cái trong những tán lá này là một cây cóc siêu to khổng lồ nha. Wow. Trước kia hả? Ăn thử nghiệm cho thử coi. Đây là bé bơi nhàn hội, mọi người hội vô đây bơi hoài nha. Wow, mình cóc to ghê chứ trời. Đó, bự ghê chứ. Cóc nhỏ vậy. Thê mày ghê. Ê, hư sạp mày ơi. Hôm nay mình review cái vườn nhàn hội luôn nha mọi người. Hái đi anh em, tôi đi review. Tôi đi review một vòng nhà hồ nha mọi người. Vườn nó chứ phải nhã nha. Nhà nó có cây bông trang nha mọi người. Cái chồng nó dành chân nha chứ không để làm mẹ cho nha. Đây là cái ở nha mọi người. Đó có nhãn nhãn xuồng nha. Có xài. Vườn nó gì cũng có chân nha mọi người. Có cái là nó không biết điều thôi nha. Bữa nha mọi người. Chanh nha. Vườn nó kiểu như trồng trồng để ăn nha mọi người, nên trồng nó hướng một loại rồi. Có nhãn là nhiều nha. Có trứng vịt nó được không ơi? Nào không có không? Có nuôi vịt nữa nha mọi người. Có vịt đẻ không? Có không? Không. Dạ mấy anh em mình đi ra để hái trái khác nha mọi người. Lộc ơi, điện thoại với Lộc ơi. Đi thôi Lộc ơi. Đây. Đây là ông vị thằng khỉ đang hái chùm ruột nha mọi người. Đây nha mọi người, hồ đang hái cây này là cây hạnh nhân nha mọi người. Mình nghĩ là cây hạnh nhân. Mọi người không biết thì đây là cái cây hạnh nhân nha, cái lá đó nha mọi người. Đừng. Cái gì vậy? Cái trái nó thì tự tụi nó trái tắt vậy mọi người. Hái cái bự rồi bay. Chị view hơn trái là không? Biết chưa. Ăn sống quá vậy? Ừ được á. Để đây bẻ bua. Để đi. Đây đậu gồng nha mọi người. Rồi. Mấy này không chịu review đó, mình review hướng trái cho các bạn coi nha. Để mình review hướng trái hạnh nhân nha mọi người. Mở cái các bạn nha. Cái hộp có con phi xét nữa kìa. Nó chua quá các bạn ơi. Khuyến cáo là mọi người chưa biết cái này mọi người ăn mọi người tắp muối nha. Chua quá trời chua. Dạ anh em mà chuẩn bị đi hái cà na nha mọi người. Yes. Tới chỗ rồi nha mọi người. Đâu? Ông gì vậy? Đây mọi người, anh em phát hiện ấu ong nha mọi người. Chạy ông. Chơi nó cuốn ông nha mọi người, mà không sao nha, ông này ông gùi nha mọi người, nó không có đánh đâu nha. Để mình lại mình quay thử nha. Ông này nó chưa có mặt nha mọi người. Nè, mọi người thấy đó chắp lên đen không? Cái tổ nó gùng nó gớt xuống mọi người. Đây nha mọi người, ông nó gót xuống nè, nó chưa có, ông này nó còn bé, chưa có mặt nha mọi người. Chưa đâu. Ê, cái mặt, ông ấy hả? Nhưng chúa. Gì vậy? Trời, nó bay lăng lạng quá trời luôn nha mọi người, chắc họ nó quýnh lọc á nên mình chạy trước nha. Không có. Không, không. Đi hái chứ chạy luôn, nó cha ơi, nó chọc ông. Không.
Đây cây cana nha mọi người. Cái đâu à? Ngưỡng cam à. Đây các bạn, ổ bằng à. Ai? Chưa đó cho bố bằng với các bạn xem nào. Này nè. Ông bà này các bạn. Hư hết trời, trò chơi ngu là chồng của ông nha mọi người. Rồi bé tập trung chim một đi mấy cha ơi. Mẹ báo mà. Chạy mất dép luôn. À, giờ anh em bẻ hơn nha mọi người. Bẻ nào anh em? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi tắt mà cháy rồi nè mọi người. Hôm nay mình sẽ bẻ tắt về mình làm thử thách ok nha. Tắt mà cháy nó quẹo cái đợt cái nhánh nó xuống nè. Bẻ mấy trái vàng vàng trong cam á không? Bẻ mấy trái sạch á. Dạ. Trái rất là nhiều luôn nha. Trái chứ mất chờ. Rồi góc bằng cái cây bằng luôn rồi. Trái này thì nó thúi luôn rồi. Đâu đẹp lắm trái nè. Mẹ tao không thấy luôn á. Rồi thôi được rồi anh em ơi qua hát cà na thôi. Đâu không đâu. Mày cho mày cho mày biết cái chọc cái gì. Hát cà na. Trời ơi, chọc quýnh kìa. Ăn trái hình nhân nãy tới giờ cái lưỡi nó còn te te trời. Còn đâu nữa. Trái cà na đi. Cái này trái cà na nha mọi người. Đây. Đây trái cà na chắc mấy bạn trên thành phố không biết cà na đâu nha. Đây nha mọi người. Để mình review hướng cái nữa nha. Quay review hướng trái cà na nha mọi người nha. Mở cái các bạn nha. Ngon các bạn. Ngon lắm nè. Nó ngọt mà chăng mà. Quá ngọt nha. Anh em mình có cái loại trái cây này nha các bạn là dưa hấu nè. Đâu? Cái. Đậu gầu. Đậu gầu. Cà na, hạch nha, hạnh nhân, chùm ruột, cà na. Đậu gồng là không phải là trái cây nha mọi người, nhưng mà do anh em yêu cầu nên là chơi luôn nha. Yes. Không phát luôn nha. Dạ trước khi quay thì mình sẽ nói là ăn tất cả đó thì chỉ là một trái thôi, riêng trái hạnh nhân thì hai trái và trái chùm ruột là ba trái nha mọi người. Ăn là ai là người ăn chậm nhất là sẽ bị lội nha, lội tới vòng cuối cùng nha. Mình sẽ chơi hai vòng vậy, hai người thắng hai vòng sẽ đấu với nhau nha. Mọi người chờ thắng cuộc cuối cùng sẽ lượm được giải thưởng 100k nha mọi người. Wow. Hai thằng ổ một thằng để thắng hai lần rồi sao? Thì thằng đó thắng luôn, khỏi đấu nữa. Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Giờ mình sẽ ra bốc thăm nha mọi người. Đây, cơm. Dưa hấu nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Cầm lên đi. Cầm lên thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Xong. Thì người tấn là người bị lỗi nha mọi người. Tấn là người ăn sau cuối cùng nha. Sâm bị phạm lực nên là Hồ là người đi tiếp nha mọi người. Sâm bị lộ nha. Giờ mình bóc lại chơi lại nha mọi người. Bóc lại đi.
nuốt không được luôn. Ăn bóc chứ ơi. Ăn cái gì? Đâu ông muốn nuốt, nuốt không được luôn. Nào. Ăn ăn được mà nuốt không được. Đó mà không nào đâu. Đâu gọng nghe bạn nha các bạn. Nó gọng là mình tới thì tức cái này rồi. Ảnh nhăn nha các bạn. Đâu gọng ơi. Cầm lên hết đi. Trời chứ đâu gọng. Trời ơi. Không ơi. Có thầy chưa? Đứng thang. 3, 2, 1 bắt đầu. Ông nha. Ok, chấp nhận. Đó giờ nuốt có được đâu, nó ngộ lắm. Đúng không? Đọc nhã cho mọi người vậy là và người hô cho mọi người. Nhai nhai mà nuốt không được. Giờ trận chung kết của vòng đầu là Hồ sẽ bắt đầu với ngăn nha mọi người. Nó sẽ chưa? Ngã lá không nha. Còn nhai. Mày nhai lẻ lẻ coi. Còn nhai gì? Hôm nay ngọc nhã, hôm nay ngọc nhã rồi. Nuốt có được tính nha, không là Hồ thắng luôn á. Cha cha đâu rộng khó nó nhai chưa? Nhai. Được rồi đó mà con cái nuốt không được gì chứ. Nuốt chậm luôn. Không rồi. Tắt. Vô. Ở nhà. Đẹp hay luôn, quất lưng cho bự này luôn. Đau gầm. Giọt vô vô rồi đó. Sẵn sàng chưa? Em lên đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Nút. Hợp lý. Đúng rồi. Vậy vòng đầu tiên có 3 vòng thôi. Ờ. Ông miếng bà. Không, hổ nó ăn xong cốc rồi, nó ăn cốc rồi. Cái gì cốc? Tắt mà. Ủa tắt hả? Nó chùa. Vậy vòng đầu tiên họ là người chiến thắng nha mọi người. Tiếp theo vòng đầu là Hồ thắng nha mọi người. Giờ sẽ cho bác Phong vòng thứ hai nha. Sao bóc trước đi. Sao bóc trước đi. Giờ tao bóc lên cái lá không rồi coi. Giờ tao bóc trúng lá kia. Cốc nha các bạn. Không. Hỏi gì không nội. Quá hơn. Lá không. Trời ơi. Thôi. Rồi. Lát không? Hạnh nha. Hai trái. Ê, cái này nó mới bỏ vô. Cóc. Rồi, rõ luôn rồi. Mày cái gì mà quay lại? Đồng hèn nha. Khế. Cô Tấn là khế nha mọi người. Chơi lấy đồng hèn gì? Rồi, điểm đi. Sẵn sàng chưa? Rồi, nó cho nhỏ nhỏ rồi. Không có bạo nhanh. Tao bạo hết rồi, tao giục đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê à. Rồi, xong. Lọc xong nha mọi người. À, à, tay luôn rồi. Bào quá hay. Tấn bỏ phượng nha mọi người, với Tấn là người vua người. Gì hả? Sao? Chú qua đây nè. Thế thì nó ngọt mà cắn xuống tay. Vòng tiếp theo nha mọi người, vòng đầu ván đầu là vòng đầu là Tấn mi lọ nha. Tiếp theo. Đậm lên hết đi. Được xài chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Xong. Xâm xong nha. Nè hạt nè. Không. Ngăn xong nha. Vậy hộ bị lỗi cho mọi người. Tới vòng tiếp theo nha là còn 3 người nha. Còn xâm lọc và ngăn nha. Xâm. Cố bắn trúng công tay chết luôn. Thiếu không nha các bạn. Chết mẹ ta với luôn nha. Đấy. Dưa hấu. Có lọc và dưa hấu nha mọi người. Cầm lên hết, cầm lên đi. Chuẩn bị chưa? Rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Sợ nó ăn như heo nó chạy. Chạy chạy. Ê Phan. Hãy sạch nha, sạch mới được tính nha. Dọ nha. Nuốt đi, nuốt đi. Phun nha, không phun nha. Ngăn quá cột nha mọi người. Vậy vòng vậy chung kết là còn Lộc với Sum nha mọi người. Không phải cao lên nha. Cho Lộc ăn xong đó nha mọi người. Bắt chung chứ kế chứ cốc gì là ba xin canh. Dạ cắn vô tay hết vui rồi. Cho ông miếng này. Mấy anh đi nha. Miếng ngó hơn ra bầu á. Chưa. Rồi. Chưa còn học ra. Nha. Ở cái đậu gồng, đậu gồng nó dục chưa hồn? Rồi. Ừ. Dạ. Nãy em chưa bắt chung ra bắt chung không á. Trận chung kết này mọi người, vòng này ai thắng sẽ để cho cao lên nha, để ở thấy nó bắt tung ra không đó. Giờ lá không là lụm nha. Dạ. Lá không, lá không rồi, lá không. Không phải. Anh nha. Anh nha. Rồi, lụm rồi đó. Sớm. Quay lại cam ơi. Chế. Rồi, rồi, xong rồi. Rồi, rồi. Thấy ngược lắm, thấy ngược lắm. Thấy ngược lắm. Sao, thấy ngược lắm.
chưa? Trận chung kết chơi đàng hoàng nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Mày cút mẹ. Nút. Ok, giờ ông người chiến thắng nha mọi người. Kế thì xong cũng đã cố gắng rồi. Ngã đi bà. Đau ngọt. Ơi ngọt. Ra đi mọi người. Vậy là gì mày con? Lộc. Vào ghế gì mày con? Lộc là người chiến thắng đi thẳng vào vòng chung kết để đấu với Hồ nha mọi người. À, hai đứa bự nhất team mình đấu với nhau luôn nha. Giờ dạ, mình chơi mình đổi hai đại xíu đi. Dạ. Bây giờ mỗi đứa bốc 2 hâm đi. Ok không? Vậy. Mỗi đứa bốc 2 hâm. Ăn hai chắc lượt. Đúng rồi. Đứa tâm với nhau mà hả? Không biết chưa? Nó lạ lên cái này với cái này gì thế cái đó. Sạc chưa? Ngon luôn. Rồi. Không. Lộc rồi tới tao rồi, tới Lộc nữa. Lộc. Rồi. Có phiên phong không? Thằng nhà. Ủa, thằng nhân. Tao mà. Ủa. Cái hết rồi. Dư Hấu, thằng nhân. Do là bên khế mình hết mà Lộc bóp trúng khế nên là cho Lộc bóp lại nhưng mà. Họ bóp nào? Nó bóp 2 hai tấm rồi. Tao phiên phong rồi nè. Là nó xác định rồi, đừng có xùm được. Cà na. Rồi, quay lên này. Từ từ của Hậu là hạnh nhân với dưa hấu nha mọi người. Còn của Lộc là cà na và một phiếu trắng nha. Chậm lại hết đi. Trời, để tao trắng đi. Đi đi. Bỏ đầu đi. Thôi mày lấy hai trái hạnh nhân chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Hột gãy rồi. Anh nói ngọt vô cái gió thường nhớ hạnh nhân vô. Họ chơi trộn ăn dưa hấu với anh nhân nha mọi người. Nó bỏ cuộc rồi nha. Vậy nó vừa chua vừa ngọt ăn khó vậy á. Thắng mọi người. Xíu. Đậu mọi người chiến thắng mọi người. Đây đây. Là chả mày chết rồi. Win bỏ họng nha luôn đi. Giờ tới phần do động người chiến thắng rồi, tới phần trao giải thưởng cho mọi người. Giờ anh em có thấy khâm phục không? Khâm phục. Vậy là giờ là mình nha mọi người. Lộc là người chiến thắng nha mọi người, mình sẽ trao giải thưởng cho Lộc nha. Yeah. Thì như đã nói giải thưởng là một xỉ nha mọi người. À. À, giải thưởng nha. Giải thưởng. Thôi mình chạy trước nha mọi người. Mình chạy trước nha mọi người, đang hỏi là nó quýnh mình nha. Giải thưởng mình trao cho nó sao nha, giờ chạy trước chết nạn nha.